Rồi giờ hai anh em mình làm bài giây phút ngậm ngùi của Sầm Dã Viễn Châu nhé. Rồi. Anh vô tỏ đi, em nói lối. Anh nói lối hai câu đầu, em hai câu tiếp. Vô tổng cái chia rồi mình làm thôi. Mười mấy năm xa xứ là mười mấy năm chinh chiến, nay về tiểu cần lòng sao xuyên băn khoăn. Thì ra đi đang lúc tuổi còn trở lại tóc xanh đà điểm trắng. Trở lại quê xưa tôi nghe tâm tư ngậm ngùi bao kỷ niệm. Miền đất thân yêu sao mấy lần gió biển vẫn ghi đậm trong tôi muốn thở năng ân tình. Lối nhỏ vào thôn tôi lê bước một mình, mười mấy năm làm thân diễn ra, nay trở về thăm lại xóm làng. Thôn ấp ngày nào đổ nát hoang sơ, nay lại vang lên tiếng hát tiếng đàn. Thăm trúc bên đường cành lá bất phơ như đón chào ai trở về thôn xóm cũ. Giọt nước mắt mừng vui ngày tái ngộ.